Dép dép. Đi về không cởi dậy đấy. Thằng này trưa nay ngủ vẫn đeo khăn quàng cơ. Ngủ vẫn đeo khăn quàng cơ. Thanh niên nởm. Ồ. Vẫn đi bây giờ về vẫn đeo khăn quàng này. Chóp 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 chóp. Tôi ơi, tôi đi dép vừa con dép con dài tôi. Gì? Ừ, học bùng. Chú gà nữa, trứng á. Mở cửa ra nó đi theo hết rồi đây giờ. Hôm nay sẽ đoán thử xem nó được bao nhiêu quả trứng. 15 quả. Hôm nay chắc phải còn được 18 quả. Ê. Ta ta ta. Chung gà, chung gà. Ấy da, ui bạn này vẫn đi đẻ. Đi up ấy. Nhí mà, thắn cứ gà. Ui ôi. Con này đẻ trứng to dã man chưa. Này. Wow. Ui. Quả này á, ui vừa đẻ xong vẫn nóng. Quả này hai lòng này to đùng luôn. Mẹ cho đấy. Mẹ đến nhẹ hơn, tí vỡ. Chăm mẹ nhìn to như trứng vịt ấy nhỉ. Ui, sợ. Hai con với hai quả này rất to rồi mà quả này nó còn to hơn. Đấy. Như quả trứng vịt đấy mẹ nhỉ. Ô, con này quả to vẫn đều đều này. Đó. Con thấy toàn quả to quả bé cũng cứ lên sọ. Gà nó ỉa cứt ngay trong chuồng luôn. Thì nó sẽ ỉa cứt ngay trong chuồng. Tôi xem trên này có quả không? Quả nào? Bạn gà ơi, hãy vui lên nào. Đẻ trứng siêu to, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Ồ, ổ đây hôm nay không có quả. Ê, con bà này lại đi lên đây rồi. Í, đi ra đi ra đi. Yep, 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 yep. Mà bè, mà bè. Ra đi, ấp gì? Mấy tuổi gì nó ấp? Đấy, nó nếu mà nó vẫn rúi được mấy quả vào đây này. Gà đéo rơm, ui giời ơi, cầm sữa chua vào đây toàn cứt gà thôi. Cũng đi theo, bon chen. Rồi đi ra ngoài đây, hết rồi. Đây, ra đây. Chú ra, đi tập cứt gà ra. B, cẩn thận, nó vỡ. Rồi phát vỡ hết là thôi ấy. Thôi được bao nhiêu quả nhỉ? Chưa đếm. Đây, ui quả kia to với đáy còn là 3 lòng. Đâu? Rồi. 2 đôi, 3 đôi, 4 đôi, 5 đôi, 6 đôi, 7 đôi, 8 đôi. 17 quả. 18 quả. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 quả. Ừ. 20 quả. 2 4 6 19 quả. 19 quả. 20 quả. 2 4 6 19 quả. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 quả. Cả to kia phải tính tầm 3 quả. To tính 3 quả. Thế. Thank you.